bây giờ xin được mời tất cả những anh chị trong bản lãnh đạo, ban tổ chức để thi ăn quý thầy cô chúng ta. Xin mời các chị cùng dâng những bó hoa tươi thắm dành tặng cho quý thầy cô chúng ta. Xin mời tất cả các chị. Ra trường sáng nay 30 tháng 7 năm 2022, cựu học sinh niên khóa 1994-1997 từ mọi miền đất nước đã tụ tập về mái trường xưa, nơi đã từng một thời lưu lại đầy ấp những kỷ niệm buồn vui tuổi học trò. Cảm ơn cuộc đời đã đưa chúng ta những con người xa lạ gắn kết với nhau thành tình nghĩa thầy trò. Cảm ơn cuộc gọi ngộ hôm nay đã cho tôi và các em cùng sống lại những năm tháng thanh xuân của chính mình. Nhân dịp này tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy, cô giáo và đại gia đình cựu học sinh niên khóa 1994-1997 sức khỏe và thành đạt hơn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Xin mượn lời của thầy hiệu trưởng mới vừa đọc hai câu thơ của Chế Lan Viên. Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Có thể nói rằng ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ đã là một phần quê hương. Dù chúng em có đi khắp các miền, mái trường này luôn là nơi lưu giữ tâm hồn của chúng em. Vì kỷ niệm, vì yêu thương. Và đó là lý do hôm nay chúng ta có cuộc hội ngộ 25 năm như thế này. Và xin một tráo tay lớn thưa quý vị.
một món quà vô cùng ý nghĩa và đầy thiết thực dành cho mái trường quê hương chúng ta. Và xin một tràng tay thật lớn ạ. Và một lần nữa xin được kính mời cô Nguyễn Thị Tuyết Minh và cô Lê Thị Mỹ Lan sẽ lên trao học bổng dành cho các em. Con thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi qua. Vui nhất, ấn tượng nhất, vỗ tay.
Chúc mừng hai lớp chúng ta. Rồi chị đưa hiểu đi, hoài trái, hoài trái, hoài trái, hoài trái, đúng rồi, hoài trái xíu hả? Hoài trái, hoài trái, hoài trái, đúng rồi. Chọn, 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 rồi anh tới đây, anh tới. Chị đứng yên tạm hưởng, chị đứng yên tạm hưởng. Rồi yêu cầu làm lại. Đâu anh thắng bao? Đâu anh thắng bao? Nó hận quá chặt rồi lái. Làm như ta biết anh luôn chân thật. Anh rất chân thật trong tình yêu. Làm như ta biết anh hay lừa dối. Anh có bao giờ lừa dối? Hãy
bóng, chắc cánh phong hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi tạm biệt. Mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt rồi tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này. Bye bye. Khi về rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng